Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Vùng đồi núi thấp nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ 19 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 15 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ 19 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ 14 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Bắc Hà, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 15 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau không mưa. Nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ 18 đến 24 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 23 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ 17 đến 24 độ.